Rồi, ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh dấu địa điểm cùng với khoảng cách đi từ địa điểm vị trí dự án của mình đến những cái vị trí lân cận xung quanh nha. Đấy, đấy như là cái video intro mình đã để ở đầu đấy. Rồi, ở đây mình sẽ làm trên phần mềm Adobe Premiere Pro 2021. Rồi mình mở phần mềm lên. Chỗ này mình sẽ tạo một cái dự án mới nha, nhấn vào New Project nè. Đấy. Chỗ này mình sẽ chọn nơi lưu. Rồi mình sẽ chọn vào thứ mục này. Bạn chọn ở đâu bạn nhớ ở đó nha. Sau đó chọn Select Folder. Chỗ này mình sẽ đấy, chỗ này mình sẽ đổi tên cho nó. Chú thích khoảng cách chẳng hạn. Rồi ok. Rồi những cái này thì mình giữ nguyên, mình chọn cái này. Đấy, sau đó nhấn ok. Máy như bạn nào không có cái này á, thì nó sẽ tự động ở cái này nha, cũng vẫn được. Ok, nhấn ok. Rồi vào khung làm việc của mình, mình sẽ tạo một cái siêu hình mới để mình kéo thả video vào. Mình chụp phải vào cái khung project ở đây nè, chỗ này có khung project này, mình chụp phải vào, mình chọn new item, chọn siêu hình. Đấy, sau đó vào một setting. Rồi mình sẽ chọn là mình sẽ làm video full HD thôi, nên là mình sẽ chọn là ASRock HD 1080 Swatch Pixel nha. Rồi chỗ này mình sẽ chọn frame rate là 29.97. Rồi những cái này thì mình sẽ đổi tên cái siêu hình em. Rồi ok, chú thích dự án. Đấy, sau đó nhấn ok, nó sẽ tạo ra một cái siêu hình như thế này. Giờ mình sẽ kéo video mình thả vào. Ở đây mình sẽ có một cái video như thế này. Đấy, mình kéo một cái video như thế này mình thả vào. Đấy, mình sẽ có một video như thế này nè. Mình mở lên. Đấy, một cái video flycam quay toàn cảnh cái khu vực của mình. Rồi mình sẽ kéo video này mình thả vào cái siêu hình của mình. Đấy. Chỗ đây nó hiện lên cái bảng không tương thích thì bạn nhấn keep thôi nha. Cứ nhấn keep là được. Rồi mình sẽ xóa cái phần âm thanh ở dưới mình không sử dụng này, mình chuột phải mình chọn unlink. Đấy, mình chọn cái phần âm thanh dưới, nhấn delete để mình xóa đi. Rồi cái video này là 4K mà cái siêu hình của mình là 1080 á, nên nó sẽ bị zoom lên 50% này, nên mình sẽ scale nó xuống 50%. Mình chọn vào cái video của mình này, scale này. Đấy, ở trên mục effect control này, nếu bạn không có cái mục này, bạn vào Windows bạn mở cái mục effect control ở đây lên. Đấy, nó sẽ có. Sau đó cái phần scale này bạn đánh 50. Đấy là nó sẽ về cái thước cũ thôi. Còn bạn nào có video Full HD rồi thì không cần đánh nha. Nó không cần zoom scale xuống 50 nha. Ở đây mình video mình 4K mình scale xuống. Rồi đối với cái video của mình á, thì mình sau khi scale thì mình sẽ chuột phải, mình chọn nét để mình khó hiệu ứng lại. Đấy, sau đó mình chọn ok nè, mình sẽ khó hiệu ứng lại hết. Đấy, nó về 100 nè, nó về mặc định đấy. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ đóng băng khung hình là nha. Mình cho nó chạy một khúc đầu nè, xong tới một đoạn nào đó bạn muốn chú thích á thì bạn phải đóng băng lại, chứ ở trên Premiere thì nó không có tracking. Đấy, nên là mình phải đóng băng cho nó tạm dừng khung hình để mình vẽ. Rồi ok, giờ mình sẽ chọn cái điểm thời gian đóng băng. Rồi mình cho nó chạy tới vị trí này đi. Đấy, vì cái lô đất mình muốn chú thích là ở đây. Đấy, cái lô này, nên là mình sẽ cho nó chạy đến vị trí này. Rồi, đến vị trí này mình sẽ đóng băng. Rồi ok, mình kéo chuột đến vị trí này nè. Đấy, mình kéo con trỏ thời gian này, cái con thanh thời gian đến vị trí này. Sau đó mình chuột phải, mình chọn là Insert Frame Hole Segment. Đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái đoạn đóng băng ở giữa này. Tới này nó sẽ đứng yên này. Đấy, thì cái đoạn sau á, thì bạn muốn đoạn sau đây mình không sử dụng nữa nè, nên mình sẽ nhấn delete nè, mình chọn nó và mình nhấn delete, mình xóa đi.
Đây, mình sẽ giữ lại đoạn đầu tới cái đoạn đóng băng thôi. Cái đoạn đóng băng này thì thời gian nó khá là ngắn nên là bạn muốn kéo bao lâu cũng được. Mình zoom cái timeline lên. Đấy, bạn để chuột ở đây nó có hình mũi tên màu đỏ này. Bạn nhấn vào bạn kéo. Đấy, bạn muốn kéo nó dài bao lâu cũng được. Đấy. Đấy, rồi, ok. Rồi, thì mình cùng xem lại nè. Đấy, đoạn đầu. Đấy, tới này nó sẽ đóng băng, nó dừng khung hình để mình vẽ hiệu ứng trên này. Rồi, ok. Đấy, cái đoạn đầu thì bạn có thể cắt một ít. Đấy, tới vị trí này thì bạn cho nó chạy một ít thôi. Mình kéo thành thời gian tới vị trí này. Chỗ này mình sẽ cắt khúc đầu đi. Cắt khúc đầu đi, mình sẽ chọn dấu ngoặc. Dấu ngoặc mark out nha. Mình sẽ chọn dấu ngoặc trên này cho nó hướng về phía đầu á. Nếu bạn muốn cắt khúc sau bạn chọn cái này. Mà cắt khúc đầu bạn chọn cái này. Chọn cái này nè. Đấy. Bạn thấy nó chọn hết cái phần đầu không? Sau đó bạn chọn cái attract ở đây nè. Thấy biểu tượng này nè. Đấy. Nó sẽ tự cắt sau đó nó đưa về vị trí đầu luôn. Đấy. Nó cắt và đưa về vị trí đầu cho mình luôn. Rồi, ok, giờ mình sẽ bắt đầu vẽ hiệu ứng trên này nha. Rồi, đầu tiên bây giờ mình sẽ vẽ một cái khung chú thích vị trí trước nha. Đấy, mình sẽ vẽ một cái chú thích vị trí trước. Trước hết thì mình sẽ tạo thêm một cái sequence để mình vẽ cái chú thích vị trí đó, sau đó mình kéo qua bên này. Rồi, ở trong khung project này nè, bạn chuột phải vào cái khoảng trống nè. Chuột phải vào cái vùng trống, chọn new item, chọn sequence. Sau đó mình sẽ kế qua cái một setting, mình cũng sẽ chọn là 1080 swatch pixel y như nãy luôn. Cái này mình chọn 29.97 luôn. Sau đó cái chỗ này mình sẽ ghi là chú thích vị trí. Cái khung ở dưới này nè, sequence name nè, mình sẽ ghi là location bin đi. Đấy, location bin. Đấy, sau đó mình nhấn ok. Đấy, nó sẽ qua bên phía bên này. Đấy, giờ mình sẽ nó sẽ mở cái location bin nè, cái sequence. Nó mở hai cái sequence. Cái sequence chính của mình là sequence dự án nè. Đấy, còn cái sequence location bin là cái sequence để mình vẽ cái chú thích vị trí thế này. Rồi, ở đây mình sẽ có một cái biểu tượng là một cái biểu tượng location đây. Mình đã xóa phông sẵn rồi. Đấy, cái biểu tượng location xóa phông này mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Các bạn có thể vào và download về và sử dụng. Ở đây mình sẽ kéo vào. Đấy, mình sẽ kéo vào cái sequence của mình nè. Đấy. Đấy, nó sẽ có một cái biểu tượng như thế này. Sau đó mình zoom lên. Rồi. Rồi, ở đây thì bạn để chuột vào vị trí sau này nè. Bạn muốn kéo tới thời gian bao nhiêu thì bạn kéo. Đây, bạn để chuột ở đây, bạn kéo. Ví dụ mình kéo tầm 30 giây đi. Đấy. Đấy, 30 giây. Cho nó thoải mái. Rồi. Giờ mình sẽ vẽ một cái khung ở trên nha. Sau đó thì mình sẽ vẽ một cái khung ở trên cho nó nha. Rồi tiếp tục mình sẽ chọn vào cái hiệu ứng cái bên tool này. Nhưng mà mình cần ở đây là mình vẽ một cái hình chữ nhật. Thì mình nhấn giữ vào cái bên tool này. Nhấn giữ chuột trái vào đây nè. Nó sẽ xuất hiện ba cái là ellipse và hình vuông này, hình chữ nhật này. Mình sẽ chọn là hình chữ nhật. Đấy. Sau đó mình nhấn giữ đến này và mình kéo. Ok. Mình cứ kéo ra đây xíu nữa mình chỉnh sửa sau. Đấy. Nó sẽ xuất hiện một cái layer graphic dưới này. Dưới này mình sẽ kéo nó hết khung bằng với cái hình của mình luôn. Rồi, sau đó mình sẽ chọn vào lại cái layer shape nè. Rồi, mình sẽ ở dưới này mình vẫn chọn vào cái hình công cụ này nha. Đấy. Rồi trên này mình sẽ chọn vào cái layer shape nè. Rồi, dưới này mình sẽ nhấn giữ chuột và chọn cái bên tool. Giờ mình chỉ việc kéo nó chỉnh sửa thôi. Đấy, mình sẽ chọn lại vào công cụ mũi tên dưới này. Này mình sẽ kéo lên. Đấy, mình để hở một xíu. Rồi, ok. Đấy, xíu nữa có chữ thì mình sẽ điều chỉnh cái kích thước của nó sau. Giờ mình vẽ tạm thời như thế này đi. Rồi, mình sẽ sổ vào cái layer shape ở dưới này. Đấy, cái fill này, mình nhấn giữ vào cái fill này. Nhấn chuột vào cái fill, mình sẽ chọn màu cho nó, màu nền. Rồi, ok. Rồi. Đây là cái fill của mình. Mình sẽ giảm cái opacity của nó nha. Mình kéo xuống này, cái opacity của nó đang 100% này, mình sẽ giảm xuống một xíu cho nó cái nền nó mờ đi một xíu. Đấy, cho nó nền nó màu trắng xíu đi. Giảm opacity nó xuống 40. Rồi, ok. Rồi,
Đó, bây giờ mình sẽ nhân đôi cái layer graphic này lên và mình vẽ cái viền cho nó bị thiếu cái viền. Rồi mình nhấn giữ chuột, mình nhấn giữ phím Alt này, nhấn giữ phím Alt này và chọn vào cái layer graphic này và nhấn giữ chuột vào đây kéo lên. Đấy, nó sẽ nhân đôi lên một cái layer nữa. Rồi sau đó mình sẽ cái layer, đối với cái layer trên này này, mình sẽ nhấn vào cái stroke mà mình bỏ cái fill đi, bỏ tích vào cái fill đi. Rồi cái opacity của nó mình sẽ kéo lên 100% luôn, nhấn giữ chuột vào đây kéo lên 100 luôn, hoặc là bằng đánh 100 vào đây. Rồi sau đó cái stroke này này thì mình đây mình đổ màu cho nó, đây mình sẽ để cái viền màu trắng luôn đi. Rồi sau đó cái chỗ cái ô số 1 này là cái độ dày của cái stroke này, đấy mình kéo lên thì nó to ra, thấy không bạn, thấy không, nên mình sẽ kéo vừa phải thôi. Rồi đấy mình để tầm 6 thôi. Rồi ok, đấy đây là cái khung location của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái test bên trong nha, và một cái test ở đây. Đấy, một cái test bên trong và một cái test ở đây. Cái test bên trong là cái địa điểm của mình, còn cái test chỗ này là cái khoảng cách nha. Ở đây thì nó bị thiếu ba cái layer này, mình nó bị thiếu hai cái layer ở trên này, thì mình chụp phải vào cái khoảng trống ở đây này, mình chọn Add Track. Rồi đối với cái audio track á, là cái A ở dưới này mình sẽ không sử dụng, nên mình sẽ nhấn vào đây mình đánh không. Còn đối với cái video track ở đây này, mình sẽ chọn là 2 nha. Đấy, thì nó sẽ thêm một cái V4 và một cái V5. Rồi để ghi cái test á, thì đầu tiên mình phải ở dưới này này, mình phải nhấn chọn ra một cái vùng trống này, nhấn chọn một cái vùng trống để bỏ chọn hết tất cả những layer này. Hồi nãy là bạn chọn vào cái này nó xuất hiện cái màu trắng nè. Giờ bạn nhấn chọn ở đây để bỏ chọn hết nha. Sau đó nhấn vào chữ T ở đây để ghi cái title. Rồi nhấn vào chữ T ở đây và nhấn lên màn hình. Đấy, nó sẽ xuất hiện một cái layer graphic nè. Nếu hồi nãy bạn không chọn cái vùng trống để bỏ chọn hết tất cả thì nó sẽ ghi đè vào cái layer graphic ở dưới này luôn nha. Đấy, nên là mình muốn là tạo cái layer riêng thì mình phải nhấn chọn vùng trống. Rồi ok, chỗ này mình sẽ ghi là vị trí dự án đi. Đấy ok. Rồi sau đó mình sổ cái test này xuống, chọn lại công cụ mũi tên nè, sổ cái test này xuống. Ở trong này nó có cái test vị trí dự án nè. Rồi kéo xuống cái phông chữ nè, ở đây mình sẽ nhấn vào mình chọn cái phông chữ là, ở đây thì mình sẽ chọn phông chữ nào phù hợp với mình nha, với bạn thôi. Rồi ok, cái màu chữ nè, tiếp tục là cái màu chữ nè, nhấn vào cái fill ở đây nè, nhấn vào chữ fill ở đây nè, chọn cái màu chữ, mình sẽ chọn màu xanh dương đi. Rồi ok, sau đó mình sẽ kéo cái vị trí dự án này mình thả lên này. Rồi bạn muốn nó nhỏ lại thì bạn cứ kéo cái này nhỏ lại nha. Đấy, bạn cứ kéo cái khung này nè. Rồi ok. Rồi bây giờ thì cái khung này nó, bạn ở dưới này bạn kéo, bạn để chuột và bạn kéo nó hết timeline luôn nha. Đấy, rồi giờ hai cái khung này nó quá lớn, mình sẽ kéo nó nhỏ lại. Rồi mình chọn vào cái layer graphic của cái viền này, của cái khung trước đi. Đấy, mình chọn của cái khung trước đi. Sau đó mình chọn vào cái shape ở đây. Đấy, nó sẽ xuất hiện cái bảng, mình kéo nhỏ lại. Rồi ok. Đấy, kéo nó hai đầu nhỏ lại. Rồi, tương tự mình chọn layer graphic của cái này, chọn vào cái shape ở đây. Đấy, mình kéo nó bằng luôn. Rồi cái chữ này mình sẽ chọn cái test ở đây, mình kéo nó qua một xíu. Rồi, chờ cái chữ nó nhỏ lại xíu nha. Cái chữ này của mình, mình sẽ chọn vào cái test ở đây, nó sẽ xuất hiện cái khung này, mình kéo nó nhỏ lại xíu. Rồi, ok. Đấy, là mình đã tạo xong một cái chú thích rồi. Giờ mình sẽ làm cái hiệu ứng hiện ra cho nó bằng cách ghi nha. Bằng cách ghi những cái thuộc tính ở đây, scale và opacity. Rồi bây giờ mình sẽ key hiệu ứng cho những cái này nó hiện ra nha. Đấy, trước hết thì mình sẽ key cho cái location pin ở dưới cái vị trí này, cái hình này. Đấy, mình chọn vào cái hình này của mình nè. Ở đây thì mình sẽ chọn vào cái mục motion. Đấy, cái anchor point này, cái anchor point này là cái điểm tâm của cái hình mình á. Đấy, khi mình kéo cái scale này, đấy mình kéo thì nó thu nhỏ lại ngay cái vị trí anchor point luôn. Đấy, thì mình muốn nó thu nhỏ từ vị trí dưới này thì mình sẽ nhấn giữ vào cái anchor point này. Bạn đưa chuột tới nó có cái hình vuông này, mũi tên 4 chiều này, bạn nhấn giữ và bạn kéo nó xuống đây nha.
Đấy, kéo nó xuống cái góc này nè. Đấy, thì giờ khi mình scale á thì nó sẽ hiện từ dưới lên. Đấy, nó hiện to ra rất đẹp. Rồi một bạn sửa lại 100. Rồi mình đưa chuột đến vị trí đầu tiên nè. Đấy. Thì chỗ này mình sẽ nhấn vào đây, nhấn vào cái đồng hồ ở đây tạo một cái key cho nó. Sau đó mình sẽ nhấn vào cái này mình đưa về không. Đấy, nó sẽ mất nè. Rồi mình kéo một ít nè, mình kéo một ít ra sau nè. Nó sẽ có một cái hình ở đây, cái hình key ở đây. Rồi mình cho nó lên 100. Đấy thì nó sẽ tạo ra hai cái key, nó tăng từ 0 lên 100. Đấy, bạn thấy không? Ở đây bạn thấy nó khá chậm đúng không? Thì mình kéo cái này sát lại. Rồi, ok. Nếu thấy nó khá nhanh thì kéo ra một xíu. Đấy, kéo ra một xíu nữa. Rồi ok. Rồi ok. Đấy. Rồi ok nha. Rồi. Rồi sau khi cái này nó hiện lên á thì mình sẽ cho cái khung nó hiện ra. Rồi mình sẽ kéo đến vị trí này. Đây cái này nó hiện lên nè. Đấy, mình kéo cái kia nó sát lại một xíu. Rồi ngay khi cái này nó hiện lên nè. Đấy. Rồi thì cái khung của mình nó sẽ hiện ra luôn nha. Đấy, mình để chuột, mình để cái thanh thời gian ngay tại vị trí này. Mình có thể zoom cái này ra. Đối với cái viền này á thì mình sẽ sử dụng một cái effect để nó chạy ra nha. Rồi mình qua một effect nè. Đấy, một effect trên này nè. Nếu bạn không có cái mục này á thì bạn vào cái vào window nha. Bạn mở cái effect này lên. Đấy. Đấy, bạn mở lên nó sẽ chuyển qua thôi. Rồi mình sẽ search hiệu ứng là Linear Y. À không, Radiant Y. Bạn sẽ search hiệu ứng là Radiant Y. Đấy, Radiant Y nó nằm ở đây nha. Nó nằm ở cái mục Obsolete đó, chứ không phải là cái mục Y ở dưới này nha. Nằm ở mục trên, bạn để ý, bạn lưu ý. Mình chọn lộn đấy. Rồi, ở đây là cái layer viền của mình là này nè. Cái này là cái nền. Cái viền mình sẽ để trên cái nền nha. Đó. Mình có thể chuột phải vào, mình chọn rename để mình không bị lộn. Cái này là viền nè. Đấy. Còn cái này chuột phải nè, rename nè. Nền. Đấy. Nhấn ok. Đấy, sau đó mình sẽ kéo vào cái layer viền. Cái radiant y nè, mình sẽ kéo vào cái layer viền. Mình thả vào đây. Chỗ này nè, bạn để ý nè. Khi mình bạn nhấn vào cái hiệu ứng radiant y nè thì cái anchor point của nó đang nằm ở vị trí này. Đấy, bạn nhấn vào đây thì nó nằm ở vị trí này. Thì mình sẽ kéo nó về tâm của cái hình chữ nhật của mình nha. Đấy. Thì lúc các bạn tăng cái composition transition này lên này. Đấy. Đấy, nó sẽ chạy một hình tròn. Đấy. Rồi ok. Đấy. Rồi. Đấy, bạn nếu bạn muốn nó chạy từ góc ra á, bạn muốn nó chạy từ góc á thì bạn cái start angle này nè, bạn kéo, bạn nhấn giữ chuột và bạn kéo đây. Đấy. Đấy, thì lúc này nó chạy từ góc nè. Đấy, nó chạy từ góc ra. Rồi, ok. Rồi, giờ mình sẽ tương tự mình sẽ kia thôi. Rồi, mình kéo chuột. Mình kéo ngay tại vị trí mà cái này nó vừa hiện lên nè. Đấy, con trỏ mình nằm ngay tại vị trí này. Thì cái viền mình cũng để vị trí đó luôn. Mình nhấn vào đây. Mình tạo một cái key. Nhấn vào đồng hồ đây, tạo một cái key. Chỗ này mình sẽ tăng lên 100%. Đấy, thì nó sẽ biến mất hết. Rồi, sau đó thì mình sẽ đây, kéo nó một ít. Sau đó mình chỗ này mình sẽ chọn, mình chọn mình đánh không vào. Rồi, ok. Đấy. Nó không được mượt cho lắm đúng không? Thì bạn sẽ tăng lên, kéo cái này lên sau một xíu cho nó chậm lại một xíu. Rồi, ok. Cái góc này mình cũng sẽ cho nó về không đi, cho nó mượt. Rồi ok, mình sẽ kéo nó vào một xíu cho nó chạy nhanh hơn. Ừ,
Rồi kéo nó vào một xíu nữa. Đấy, nó chạy nhanh này. Rồi bạn muốn cái góc này nó xuất phát từ vị trí này thì bạn kéo qua thôi. Đấy rồi ok. Hoặc là mình sẽ để xuống 0 đi. Mình cho nó xuất phát từ vị trí đỉnh luôn. Rồi ok. Đấy sau khi cái viền nó hiện ra thì cái khung và cái chữ này nó cũng hiện ra luôn. Rồi đấy. Cái khung này mình sẽ cho nó chạy tới vị trí này đi thì cái chữ mình nó sẽ hiện ra. Rồi cái nền này, cái nền và cái chữ nó sẽ hiện ra cùng lúc nha. Mình sẽ kia cái ô thuộc tính opacity. Đây mình kéo xuống này, cái thuộc tính kéo xuống dưới cùng luôn, cái thuộc tính opacity ở đây nè. Đấy, bạn thấy không? Đó. Rồi ok. Rồi thì chỗ này mình sẽ nhấn vào đây tạo một cái key 100. Bạn nhớ để con trỏ tại vị trí này nha. Sau đó bạn nhấn vào đây tạo một cái đồng hồ này, sau đó chỗ này đánh 0. Sau đó mình kéo một ít. Này, mình kéo nó lên 100. Thì nó sẽ có hiệu ứng như này. Đấy, nó hiện lên hơi chậm đúng không? Thì bạn zoom lên bạn cứ kéo nó gần lại thôi. Đấy, nó hiện lên nhanh rồi. Rồi tương tự đối với cái chữ vị trí dự án thôi. Mình cũng kéo xuống dưới cùng, mình chọn mình nhớ để chuột để nó xuất hiện cùng lúc với cái viên cái nền nha. Đấy. Rồi mình kéo xuống này. Nhấn vào cái đồng hồ đây, đánh về 0. Sau đó mình chọn xuống cái nền này, mình xem cái key thứ hai nằm ở vị trí nào nè, mình kéo xuống mình zoom lên nè. Đấy rồi. Đây, mình chọn lên lại cái vị trí dự án. Chỗ này mình sẽ đánh lên 100. Rồi. Cùng xem kết quả. Đấy. Rồi, cái này nó mọc lên hơi chậm đúng không? Thì mình chọn vào cái layer của nó lại. Đấy, ở trên này mình chọn vào cái layer của nó lại, chỗ này mình sẽ zoom lên này, chỗ này mình sẽ kéo zoom lên. Mình sẽ kéo cái đầu xích vào một xíu. Rồi, ok, kéo xích thêm một frame nữa, rồi. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ kéo cái chú thích này để mình thả qua bên cái siêu bình chính của mình. Mình thả qua bên cái video này nha. Ok. Ở bên này mình sẽ chuyển lại qua khung project của mình nè. Mình nhấn vào project nè. Hoặc là nếu bạn không có khung này á thì bạn vào Windows bạn mở cái project này lên nha. Rồi bạn mở cái project này. Đấy, cái project này bạn mở cái này lên nè. Đấy, thì cái location bin của mình là cái này nè. Đấy, hồi nãy mình tạo trên này nè. Mình tạo cái sequence để mình vẽ. Thì ở bên này nó sẽ hiện ra cái location bin nè. Đấy, giờ mình chỉ việc nhấn giữ chuột nè. Bạn nhấn giữ chuột vào cái biểu tượng của nó nè. Cái biểu tượng ở đây nè, nhấn giữ chuột và mình kéo qua đây mình thả vô thôi. Đấy. Đấy thì nó sẽ qua bên này. Rồi. Ở đây thì bạn chọn cái thanh ở dưới đây, bạn xóa đi cái thanh audio ở dưới nè. Cái thanh này không sử dụng á nên mình sẽ, nhưng mà nó bị dính liền với cái trên nè. Đấy, mình chọn một cái nó sẽ chọn cả hai cái luôn. Thì mình sẽ chuột phải vào, mình chọn unlink để mình tách nó ra. Đấy. Giờ mình sẽ chọn cái thanh ở dưới này, mình nhấn delete mình xóa đi. Rồi. Rồi đấy. Đấy, đây là cái vị trí dự án của mình. Ở sau này thì mình mình muốn nó dài bằng nó bằng dài bằng cái video của mình á thì mình để chuột qua đây, mình kéo vào thôi, mình cắt khúc sâu thôi. Rồi ok. Ok, cái này giờ cái này thì mình sẽ thu nhỏ lại một xíu nha. Mình nhấn vào chọn vào cái location bin nè, mình cái scale này nè, mình nhấn giữ mình để nó nhỏ xuống một xíu. Sau đó mình chọn vào cái fx motion nè, hay mình chọn vào cái motion này, mình nắm mình kéo nó đi. Đấy
ví dụ cái lô đất của bạn là ở đây. Rồi, ví dụ cái vị trí của mình ở đây đi, mình muốn biểu thị ở vị trí này đi. Rồi, ok. Rồi, để tạo cái cảm giác 3D cho nó thì mình qua một effect nè. Mình sẽ tìm hiệu ứng là Basic 3D nha. Bạn ghi, bạn đánh vào đây chữ Basic nè. Đây, Basic 3D nè, bạn kéo, bạn thả vào cái location bin nè. Đấy, ở trong này nó sẽ hiện lên cái Basic 3D nè. Đấy, rồi bạn chỉ chỉnh, cần chỉnh cái mục thai nè. Đấy, bạn nhấn giữ chuột, bạn kéo nè, đấy. Bạn thấy không, nó đứng nè. Rồi, ok. Đấy, mình chỉnh cái mục thai cho nó đứng lại một xíu thôi. Mình tích vào hai ô này. Rồi, ok. Rồi, rồi. Bây giờ mình sẽ... Cái địa điểm của mình là cái địa điểm thứ nhất của mình là mình muốn biểu thị cái khoảng cách tới vị trí này đi. Đấy, vị trí chỗ này chẳng hạn. Thì giờ mình sẽ vẽ một cái đường để nó chạy từ vị trí dự án của mình tới vị trí này nha. Đấy. Đấy, giờ mình sẽ vẽ một cái đường chạy từ vị trí dự án mình tới vị trí đó. Rồi, để vẽ một cái thanh để di chuyển từ vị trí này sang vị trí này á, thì mình sẽ vào Pen Tool nè. Bạn nhấn vào cái bút ở đây nè. Đấy, nhấn vào cái bước ở đây. Sau đó bạn vẽ lên một cái thanh thôi. Mình click tại đây một điểm này, nhấn nhả này, nhấn nhả ra một điểm này. Nó sẽ tạo cái layer graphic như này. Sau đó mình kéo đến vị trí mà mình muốn vẽ đó. Mình nhấn nhả điểm thứ hai. Rồi. Đấy, đây là hai vị trí của mình. Sau đó chọn lại công cụ mũi tên này. Sau đó mình kéo cho nó dài ra bằng với cái vị trí của mình. Rồi. Ok. Ở đây thì cái thanh này mình sẽ cho nó nằm dưới cái location của mình nha. Trước hết thì mình sẽ chỉnh sửa cho nó. Mình vào cái mục shape ở đây nè. Mình sổ xuống. Cái mục fill nè. Mình sẽ bỏ tích cái fill. Sau đó mình tích vào cái stroke. Đấy, nó sẽ hiện lên cái thanh màu trắng này. Sau đó mình sẽ chọn màu đó mà mình thay đổi màu thôi. Đấy. Sẽ để màu xanh dương hơi xanh một xíu. Rồi, ok. Sau đó mình sẽ tăng lên. Đấy. Rồi, nó sẽ có một cái như này. Mình sẽ để tầm 5 đi. Mình sẽ để thanh này tầm 5 đi. Rồi. Để cái độ dày này tầm 5. Sau đó thì ở đây thì mình thêm vào vài cái layer video nữa nha. Mình chuột phải chọn Add Track nè. Mình chọn 0 cái audio track và 5 cái video track. Đấy, nó sẽ thêm những cái V ở trên nè. Rồi mình sẽ kéo cái location pin của mình lên phía trên đi. Rồi. Cái này mình cho nằm dưới. Ở đây bạn thấy là cái này nó vừa mọc lên nè. Cái vị trí dự án này nó vừa mọc lên nè. Thì mình sẽ cho cái đường này chạy luôn. Mình sẽ key cho nó hiện ra nha. Đấy. Đấy, cái này vừa mọc lên nè. Đấy. Rồi. Cái này vừa mọc lên tới này đi. Mình sẽ kia cho nó bắt đầu hiện ra cái chạy ra cái con đường của mình. Chạy ra cái thanh của mình luôn. Đấy. Thì ở đây bạn để ý mình sẽ kia một cái. Mình chọn vào layer graphic của mình của cái thanh này. Mình sẽ kéo xuống cái ở cái phần shape đó nha. Đây ở cái phần shape bạn sổ xuống này. Đấy cái shape của mình này bạn sổ xuống này. Đấy. Bạn sổ cái shape xuống. Ở cái phần scale này. Đấy. Đấy bạn thấy không? Đấy, khi mình scale nhỏ thì nó không thì nó ở dưới này. Lúc mình lên 100 thì nó phóng ra nè. Đấy. Thì mình sẽ kia cái scale này. Đấy. Tại vị trí ban đầu này mình nhấn vào cái đồng hồ ở đây. Chỗ này mình đánh là không. Thì nó biến mất. Sau đó mình kéo một ít. Rồi. Chỗ này mình đánh 100. Rồi mình cùng xem kết quả. Đấy. Đấy. Nếu nó chạy nhanh quá thì bạn zoom lên. Bạn kéo cái con này ra thôi. Bạn kéo cái khoảng cách dài ra xíu thôi. Đấy. Kéo nó dài ra thêm xíu nữa. Nhanh chậm là tùy thuộc vào bạn thôi. Rồi, ok.
Đấy. Rồi. Rồi đây, nó sẽ hiện ra như thế này. Đấy, cái này vừa hiện lên nè, nó phóng ra nè. Rồi, ok. Giờ mình sẽ làm cái thanh này nó phát sáng á. Thì mình sẽ có cách, đó là mình nhân đôi layer này lên, cái layer graphic của mình nè. Mình nhấn giữ phím Alt nè, mình nhấn giữ chuột vào đây, mình kéo lên thêm một cái layer nữa. Sau đó trong một effect nè, mình sẽ search hiệu ứng là Gaussian Blur. Nãy mình search Gauss á, nó sẽ ra cái Gaussian Blur như này nè. Mình kéo chuột mình thả vào, nhấn giữ chuột mình kéo mình thả vào. Thì chỗ này nó sẽ có cái Gaussian Blur trong này nè. Cái Blurness này nè, mình sẽ tăng lên. Mình để 33 đi. Đấy, mình thấy nó phát sáng không? Rồi sau đó mình muốn nó phát sáng thêm một cái nữa thì mình nhấn giữ chuột, mình kéo thêm một cái nữa, nhân đôi thêm một cái nữa. Sau đó cái Gaussian Blur ở trên này nè, Blurness mình kéo lên. Đấy, nó sẽ phát sáng xung quanh. Rồi sau đó thì mình kiểm tra xong hết rồi nè. Đấy. Rồi, ok. À, từ từ. Cái này thì bạn khoan đã bạn cho nó phát sáng nha. Mình sẽ tạm thời mình quét chọn hai cái layer graphic này, mình delete nó đi. Rồi, mình sẽ cho cái hiệu ứng 3D cho nó để cảm thấy nó có chiều sâu đã. Sau đó mình sẽ phát sáng lên sâu. Rồi sau đó thì mình sẽ search hiệu ứng là Basic 3D. Đấy, bạn kéo cái Basic 3D bạn thả vào cái layer của mình nè. Rồi, sau đó ở trên này nó sẽ có cái Basic 3D nè. Bạn cứ tích vào hai ô này, sau đó bạn kéo sao cho cảm thấy nó có chiều sâu nha. Đấy, mình sẽ kéo mình thấy nó có chiều sâu nè. Nhưng mà cái vị trí á, bạn thấy nó bị lệch đúng không? Cái vị trí bạn thấy nó bị lệch nó thì bạn nhấn chuột vào cái shape nè, mình nhấn tích chuột vào cái shape nè. Nó sẽ hiện hai đầu nè. Đấy. Bạn nhấn chuột vào lại cái shape nè. Nó sẽ hiện lại cái khung của mình nè. Sau đó bạn nhấn chuột vào cái bên tool nè. Đấy, thì lúc này bạn nắm bạn kéo lại thôi. Rồi, ok. Đấy. Đấy, lúc này mình kéo xuống lại nè. Còn chỗ này mình nhấn chuột vào cái bên tool nè, bạn nó sẽ hiện ra hai đầu nè, bạn. Đấy, bạn kéo tới cái vị trí bạn muốn ấy thôi. Cái dưới này cũng vậy, bạn nhấn giữ chuột vào cái điểm sâu nè, bạn kéo. Đấy, rồi ok. Rồi giờ mình cùng xem kết quả. Rồi sau khi mình tạo nó có chiều sâu rồi đó, thì giờ mình sẽ tìm cái Gaussian Blur mình thả lại. Nhấn giữ Alt này, nhân đôi lên. Đấy, giờ mình mới vào effect mình search tìm cái Gaussian Blur. Rồi kéo cái Gaussian Blur thả vô. Đấy, chỗ này mình sẽ tăng lên 336 đi. Rồi, tiếp tục nhấn Alt Gaussian kéo thả vào. Rồi kéo Gaussian Blur thả vào. Rồi, ok. Rồi, ok. Rồi cái này mình không chỉnh sửa gì nữa, thì mình sẽ quét chọn ba cái layer graphic của cái đường á, của cái đường sáng này nè. Mình chuột phải, mình chọn nét. Đấy, mình gộp nó lại. Chỗ này mình sẽ đặt tên là line 1 đi cho nó khỏi bị nhầm. Đấy, cái line 1 của mình. Đấy, nó gộp thành một cái layer line 1 nè. Giờ mình cùng xem kết quả nè. Đấy. Rồi. Sau đó mình kéo location pin mình kéo mình thả lên phía trên. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo thì nó tới cái vị trí này thì mình sẽ hiện lên một cái location khác. Rồi, giờ mình sẽ không phải vẽ lại cái location này, mình sẽ copy ra mà mình kéo mình sửa nội dung thôi. Đấy, bạn chỉ cần vẽ một lần thôi nha. Ok, bây giờ mình sẽ copy cái địa điểm thứ hai, cái vị trí thứ hai này. Đấy. Thì cái vị trí thứ hai mình sẽ copy cái location pin này. Nhưng mà bạn không được nhấn giữ phím Alt chỗ này, bạn copy lên. Rồi sau đó bạn vô đây bạn sửa nha. Đấy, bạn không được nhấn giữ Alt này, bạn copy lên này, nhấn. Đấy, bạn không được copy theo cách này.
Đấy, rồi bạn kéo ra, bạn không được copy theo cách này. Cái cách này thì bạn copy á, nó sẽ bị xung đột hai cái layer này. Bạn sửa cái này á, thì cái này nó sửa theo luôn. Nên là mình delete, mình xóa. Bạn sẽ vào một project nè. Đấy, cái location bin của mình là cái này nè. Đấy, đấy bạn mở lên nè, đập chuột mở lên nó sẽ có bên này nè. Đấy, thì bạn sẽ copy cái này ra. Bạn sẽ chuột phải vào cái location bin ở đây nè. Bạn chọn là duplicate. Đấy, bạn sẽ nhân đôi ở trong một project nha. Đấy, nó sẽ nhân đôi thêm một cái location bin copy 1 nè. Đấy, giờ bạn mới kéo cái location bin copy 1 nè. Kéo này, thả vô, nhấn cái biểu tượng á, kéo thả vô. Đấy, thì nó mới ra một cái vị trí dự án khác nè. Cái này thì mình sẽ unlink để mình xóa cái phần audio dưới nha. Chuột phải, unlink này, chọn cái này và delete đi. Sau đó ở sau này mình sẽ kéo nó vào để cắt luôn. Đấy, rồi giờ mình sửa cái này thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái này. Đấy, cái phần audio này mình không làm nên mình sẽ kéo nó xuống. Mình để chuột cái này nó xuất hiện cái mũi tên hai chiều này, mình kéo xuống. Rồi, ok. Rồi, cái copy 1 này mình sẽ đắp chuột vào. Cái này sửa xong rồi, cái location bin lúc đầu sửa xong rồi mình sẽ tắt nó đi. Đấy, giờ mình sẽ sửa cái tên ở đây nha. Rồi, ở đây mình sẽ sửa cái test này trước nha. Rồi, mình sẽ chọn vào cái layer vị trí dự án ở dưới này nè. Đấy, mình chọn công cụ test. Đấy, bạn chọn dưới này công cụ test nè. Đó, sau đó bạn click trên này nó có màu đỏ này, viền màu đỏ này, bạn click vào. Sau đó mình đấy, bạn click vào tại vị trí sau này, mình xóa hết. Sau đó giờ mình sẽ sửa cái nội dung khác. Rồi, giờ mình sẽ click vào đây mình sửa. Đấy, chẳng hạn mình sẽ sửa như thế này chẳng hạn. Rồi sau đó mình cái này mình sẽ kéo lại cái khung nha. Mình sẽ kéo lại cái test của mình cho nó nằm giữa đây. Bạn muốn canh giữa dễ lắm, thì cái hai cái điểm hình tròn ở đây nó đang nằm giữa này, thì bạn chỉ cần kéo cái hai điểm hình tròn cho nó nằm khớp với cái location của mình là được. Đấy, rồi tương tự mình sẽ kéo cái viền thôi. Đấy, mình kéo cái viền thì mình chọn vào cái layer viền này. Trong này mình chọn vào cái layer shape 1 này. Đấy, nó sẽ hiện lên những cái điểm để mình kéo ra. Đấy, mình chỉ việc đỡ chuột vào đây mình kéo ra thôi. Đấy, bên này cũng vậy, tương tự mình ken kéo ra. Rồi, ok. Rồi, tương tự cái nền này mình cũng nhấn vào đây, mình chọn cái shape 1 nè. Đấy, mình cũng tương tự mình cũng kéo ra. Rồi, ok. Rồi, ok. Đấy. Rồi, ok. Rồi, ở đây thì bạn nào muốn đổi tên hay đổi màu hay đổi gì thì bạn click vào những cái viền này. Đấy, bạn đổi một stroke này thôi. Chỗ này cái chữ mình sẽ nhấn vào cái test ở đây, mình cho nó nhỏ lại một xíu nha. Rồi. Ok. Ok, bây giờ mình qua lại cái chú thích dự án của mình. Đấy, nó sẽ sửa thành cái khu đô thị Hào Quang và dưới này nó cũng không bị ảnh hưởng luôn. Đấy, mình chỉ cần copy trong này ra thôi. Copy, mình duplicate trong cái mục project này thôi. Rồi, giờ mình sẽ chọn vào cái layer nó và mình chọn một scale này. Mình scale nó lại. Đấy, rồi. Chọn cái motion và kéo nó qua. Chỗ này mình sẽ chọn lên 100% đi. 75. Rồi, chỗ này thì mình sẽ tương tự mình sẽ kéo cái hiệu ứng Basic 3D. Đấy, mình thả vô. À, ở đây thì rồi, ok. Ở đây thì một xíu nữa mình sẽ thêm cái khoảng cách ở đây nha. Rồi, chỗ này mình sẽ kéo cái Basic 3D mình thả vô xong. Thì ở trong này nó sẽ có cái Basic 3D nè. Đấy, mình sẽ chỉnh sửa cái tiêu này.
lại cho nó nghiêng một xíu. Rồi chỗ này mình sẽ đánh để không đi, tích vào hai cái này. Rồi giờ mình cùng xem nè. Đấy, thì cái location pin ở dưới này mình cũng sẽ chỉnh lại một xíu, nó hơi bị gập quá. Rồi ok, rồi ok, location pin này chọn vào cái motion này. Ok, tương tự trên này mình cũng chọn một cái motion, mình để nó ngay tại vị trí này luôn. Rồi thì mình sẽ, nếu bạn muốn cái không gian 3 chiều á, thì bạn thấy không, cái location pin đang đồng mình đang để 40 nè, thì cái này nó ở xa hơn này, nó ở túc trong này nè, thì mình để xuống 36 nè, mình cảm giác cái này nó to, cái này nó nhỏ lại. Đấy, thì bạn thấy nó sẽ tạo cái độ sâu cho mình. Rồi mình sẽ vào đây nè, mình đắp chuột vào đây, mình thêm một cái khoảng cách ở đây nữa, một cái test khoảng cách ở đây nữa. Rồi ở chỗ này mình sẽ thêm một cái test khoảng cách vào. Ở đây thì mình sẽ thêm cái test khoảng cách này chung với cái test này nha. Cho nên là mình sẽ chọn vào cái layer của cái test khu đô thị này. Đấy, mình chọn vào cái layer này. Sau đó mình chọn vào cái chữ T ở đây. Thì mình nhấn vào đây. Đấy thì nó sẽ ghi thêm một cái test ở trong này nha. Đấy. Thì cái chỗ này nó sẽ ghi chồng lên cái layer của cái test này luôn. Đấy, mình Ctrl Z lại cho các bạn xem này. Đấy, nếu các bạn không chọn á, thì bác chọn cho cái màn trống như nãy nè, thì bạn nhấn test ở đây, nó sẽ tạo thêm một cái layer trên này, layer graphic trên này. Thì mình xóa đi. Đấy, mình muốn nó chung với cái layer nào á, thì mình chọn vào cái này. Mình chọn vào cái layer test ở trên này. Đấy, mình chọn vào này, thì nó sẽ ghi chung cái test ở đây. Thì mình sẽ không cần phải kia cái opacity nữa, vì nó kia ở dưới này luôn. Đấy, nó xuất hiện cùng hiệu ứng với cái này luôn, nó nằm trong một layer luôn. Đấy, thì mình sẽ khỏe hơn. Đấy, chỗ này mình sẽ ghi là 1 km đi. Rồi thì cái này thì mình sẽ thay đổi font chữ cho nó. Rồi mình chọn lại cái layer mũi tên này, cái test 1 km ở đây này mình sổ xuống. Rồi mình sẽ chọn cái font cho nó là cái font khác. Mình sẽ chọn cho nó là một cái font chữ khác đi. Bạn chọn cho nó khác với cái phông chữ này đi, cho nó dễ, mình dễ phân biệt. Rồi ở đây bạn có cái phông chữ nào thì bạn cứ chọn thôi. Đây, rồi đây là cái phông chữ của mình đổi màu cho nó luôn, mình để nó màu trắng luôn. Đấy, bạn có thể đắp chuột vào đây để bạn sửa nè, mình sửa chữ K nó nhỏ lại. Đây, xong sau đó mình chọn nó và mình kéo nó ra. Đấy, mình sẽ để nó bên phía bên hông này nha. Rồi ok, cho nó to lên một xíu. Ok, sau đó mình qua bên này nè, mình xem nè. Đấy, nó sẽ có cái 1 km ở đây. Rồi cái này thì nó mờ quá đúng không, nó bị chìm vào cái nền này. Thì bạn sẽ chọn cái 1 km này nè, bạn sổ xuống này, bạn đổi màu cho nó thôi. Ok, rồi mình cùng xem kết quả nha. Đấy, rồi thì mình sẽ chỉnh sửa lại vị trí xuất hiện cho nó một xíu. Rồi cái này nè, khi mà cái đường sáng này nè nó chạy vừa tới thì cái này mới hiện lên. Đấy, bạn có thể dùng phím mũi tên qua trái hoặc qua phải để bạn điều chỉnh từng frame cho nó hợp lý, cho nó chính xác. Đấy, mình dùng phím mũi tên qua, mình dùng cái mũi tên và phải để mình lùi một frame này. Đấy, bạn thấy cái thanh thời gian, cái kim thời gian của mình nó chạy lùi không? Còn bạn dùng phía mũi tên qua trái để bạn tiến một frame. Đấy, cái kim thời gian của mình nó tiến. Đấy, bạn tiến cái kim thời gian đấy, nó vừa tới này thì cái này nó mới hiện lên. Thì đấy, mình chọn nó vừa tới này đi. Sau đó thì mình sẽ kéo cái location pin lùi lại phía sau một xíu cho nó xuất hiện trễ một xíu. Rồi, mình cùng xem. Đấy. Đây, cái này vừa hiện lên nè. Rồi, ok. Đấy. Đấy, cái này vừa chạy tới nó hiện lên nè. Rồi, ok. Tương tự mình sẽ làm một cái, nó chạy tới cái khu này nha. Mình sẽ làm một cái line thứ hai, nó chạy tới khu chỗ này.
Rồi ở sau này dư thì mình sẽ kéo, mình để chuột nó hiện cái mũi tên màu đỏ này, mình kéo nó lại, mình cắt nó đi. Rồi giờ tương tự vẽ một cái đường nối lại hai cái này thôi. Rồi cái mình sẽ ở đây mình sẽ chọn công cụ Pen Tool này. Đấy. Rồi ở dưới cái thanh timeline này mình sẽ chọn ra ngoài để nó không chọn bất kỳ cái đường nào. Rồi sau đó thì mình sẽ zoom lên 75%. Rồi mình sẽ vẽ, mình sẽ kéo hai thanh này mình vẽ tới cái sân vận động này nha. Đấy. Mình sẽ vẽ tới đây. Rồi sau đó thì mình sẽ chọn lại cái thanh này nè. Đấy, chọn lại cái con trỏ nè, mình xổ cái shape này xuống. Chỗ này mình sẽ chọn vào cái stroke và bỏ chọn cái fill. Sau đó mình chọn cái, mình tăng cái stroke lên 5. Hồi nãy mình để 5 đấy, giờ mình cũng để 5 cho nó đồng bộ. Rồi, cái ở cái này dưới này thì mình sẽ kéo cho nó, mình sẽ kéo cho nó hết cái thanh thời gian của mình. Mình sẽ kéo cho nó bằng với cái timeline ở dưới, bằng với cái layer ở dưới. Rồi chỗ này cái màu này á, thì bạn muốn nó đồng bộ với cái màu của cái đường ở trước á, thì bạn đắp chuột vào, bạn đắp chuột vào cái line 1 này. Ở đây thì cái graphic này nè, bạn vào đây bạn chọn, bạn thấy cái màu này không? Đấy thì bạn nhấn vào cái, ở đây nó có cái mã màu này. Đấy. Thì bạn quét chọn cái mã màu này, nhấn Ctrl C để copy. Đấy. Thì mình không chọn lại nó vì nó sẽ khác màu, nó không đẹp. Sau đó qua bên này mình chọn vào cái màu trắng ở đây. Mình chọn cái mã màu dưới này, nhấn Ctrl V. Đấy. Thì cái màu nó sẽ copy qua y chang luôn. Rồi ok. Rồi và bây giờ thì mình thấy là cái location của mình nó đang nằm dưới cái, nó đang bị cái đường đè lên nè, nó đang bị cái line mình đè lên nè, nên là mình sẽ kéo nó lên trên. Đấy, cho cái đường graphic của mình nó nằm dưới đấy, nó nằm dưới này. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ vẽ thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái basic 3D vào để tạo cái chiều sâu cho nó. Rồi kéo cái basic 3D này, kéo thả vào cái layer graphic của mình. Rồi ok. Đấy, mình cứ để cái basic 3D ở đây tạm thời nha. Giờ mình sẽ key cái vị trí cho nó hiện ra. Đấy, giờ mình tương tự mình kéo xuống này, mình key cái scale này thôi. Trước khi key cái scale á, thì bạn phải chắc chắn là cái anchor mình nó nằm ở phía đầu cái đường nha. Nó nằm ở giữa và ở cuối thì không được, nó phải nằm ở đầu đây. Đấy, đầu cái đường line của mình nè. Rồi thì đấy, cái này nó hiện ra. Rồi cái này nó mọc lên một cái, thì cái này nó bắt đầu nó chạy luôn. Đấy, thì tại vị trí này nè, mình sẽ ghi cái scale của nó nè. Cái bạn cứ nhớ là không phải là cái scale trong mục này nha. Cái scale đúng của nó đó là ở trong cái shape này, mình sổ xuống nè. Đấy, thì nó nằm ở cái scale trong cái mục của cái shape đấy, chứ không phải là cái scale ở trong mục motion và cái mục khác đâu, và cái graphic này đâu. Phải là cái mục scale ở trong cái shape nó mới đúng nha. Bạn lưu ý nó có ba cái scale lận, thì mình phải dùng cái scale ở trong trong cái shape này, mình sổ xuống nè. Đấy, đấy cái scale này nè. Sau đó nhấn vào đây tạo một cái key. Rồi chỗ này đánh 0, sau đó kéo một ít, chỗ này lên 100. Rồi ok. Rồi đấy, bạn thấy. Rồi đấy, bạn thấy nếu bạn nó chạy khá chậm á, bạn muốn tăng lên á, thì bạn kéo xuống. Đấy. Đấy, kéo nó vào, kéo cái key sát vào một xíu. Rồi giờ mình cũng xem kết quả nè. Rồi ok. Rồi tương tự mình sẽ kéo cái basic 3D cho nó nằm, kéo cái này cho nó nằm đấy, nó có chiều sâu một xíu, tích chọn vào cả hai cái layer này. Rồi ok, sau đó mình chọn lại công cụ cây bút này, mình chọn lại vào cái shape này, mình kéo lại nó thôi. Đấy, mình kéo lại nó qua thôi. Đấy, nó sẽ bị lệch vị trí đấy. Rồi ở dưới này tương tự mình cũng sẽ kéo ở dưới này. Mình có thể zoom lên 100 để mình kéo nó chính xác ngay tại cái điểm đích của mình. Rồi ok.
Ok, chọn lại công cụ mũi tên. Đấy, mình đã có một đường nữa nè. Rồi, ở đây nè. Ở đây bạn có thể thấy là đấy, lúc lúc mà cái đường này nó hiện ra nè, nó scale, tại hồi nãy do mình kéo cái basic 3D á, nên nó scale lên bị lệch nè. Đấy, bạn thấy không? Nó scale lên không đúng vị trí nữa. Nó chạy từ phía trong này ra, nên là mình sẽ điều chỉnh cái anchor một xíu. Rồi mình sẽ chọn cái này, mình zoom lên 100% nè. Ở đây bạn để ý một cái nè. Ở đây mình chọn vào cái layer graphic của cái đường, cái line nè. Thì bạn chọn vào cái công cụ mũi tên ở đây, cái bên tool ở đây, và trên này bạn chọn vào cái shape của nó. Thì cái điểm bắt đầu của nó là ở vị trí này. Đấy, bạn nhìn tổng quan cái đường này. Cái điểm kết thúc của nó là ở vị trí này, cái điểm bắt đầu nó là vị trí này. Do mình kéo cái basic 3D vào nên nó bị nhảy loạn xạ đấy. Thì mà để ý chỗ đúng vị trí này nè, bạn kéo cái anchor bond về để vị trí này nha, ngay tại vị trí cái nhà này nè, cái chân của cái nhà này. Đấy, bạn chọn lại công cụ con trỏ nè. Thì cái anchor bond của mình nó nằm ở vị trí này, mà cái điểm bắt đầu nó ở vị trí này, nên là mình kéo nó xuống vị trí này. Đấy, kéo cái anchor bond xuống vị trí này. Rồi, bây giờ thì nó sẽ hiện lên ngay tại vị trí bình thường. Đấy, ok. Rồi, giờ mình cùng xem nè. Đấy. Đấy, ok. Rồi, tương tự nhân đôi lên và tạo hiệu ứng phát sáng cho nó thôi. Rồi, nhấn giữ phím Alt này, kéo lên, nhân đôi lên. Sau đó thì kéo cái Gaussian Blur bên này vào. Bên này tìm Gaussian nè. Kéo thả vô. Rồi, Gaussian Blur này. Cho nó lên cái, cho cái blur lên 31. Đấy, nó hơi phát sáng. Sau đó tiếp tục nhân đôi lên một cái nữa. Cho cái blur này nó lên 73. Rồi, ok. Đấy. Rồi, quét chọn ba cái này, chuột phải nét nó lại. Chỗ này mình ghi là line 2. Rồi, ok. Line 2 đây, sau đó kéo cái này xuống thôi. Ok. Rồi, tương tự thì kéo một cái chú thích thả ngay đây. Rồi, ok. Tương tự thì mình vào cái project này, mình nhân đôi cái location bin này. Hồi nãy mình nhân đôi cái location bin copy 1 này. Giờ mình sẽ nhân đôi cái location bin copy 1 vào nha. Cái này là cái, đấy, mình mở lên nó này. Đấy, cái này là cái khu đô thị Hào Quang này. Rồi, ok. Mình chọn nó và mình chuột phải vào. Chọn duplicate, nó sẽ nhân lên cái layer location bin copy 2 này. Mình kéo cái này mình thả vô. Đấy, bạn thấy nó không? Sau đó mình đúp chuột vào. Rồi, giờ mình bắt đầu sửa chữa nó thôi. Rồi, trước hết là cái khoảng cách nè, 1 km nè. Bạn chọn cái test ở đây, bạn chọn cái tie tool ở đây nè, nhấn vào. Chỗ này mình sẽ sửa là 3.5 km đi. Rồi, đấy, ok. Rồi, tương tự là với cái ở trên nội dung trên này nha. Chọn cái test ở đây và trên này click vào cái chữ này để sửa thôi. Đó, click vào này, quét chọn này. Cái này mà mình sẽ ghi là sân vận động đi. Rồi, ok. Đấy, cái này nó hơi nhỏ này nên mình sẽ kéo nó ra giữa. Đấy, rồi, ok. Rồi, ok. Rồi, cái viền này thì mình sẽ chọn vào cái viền này. Mình chọn vào cái shape layer này. Sau đó mình kéo nó nhỏ lại, kéo cái viền nhỏ lại thôi. Rồi, ok. Tiếp tục cái nền, mình sẽ chọn cái shape này, kéo cái nền vào thôi. Rồi, ok. Rồi, ok nha. Rồi, sau đó mình sẽ qua bên này, nó sẽ thay đổi thành cái layer này luôn. Rồi mình chọn cái scale này, mình nhỏ, thu nhỏ nó xuống. Hồi nãy cái location bin 1 á thì mình để là 36. Thì bây giờ cái này mình để nhỏ hơn một xíu nữa, mình để 30 thôi. Đấy, mình để nó 32 thôi, 33 thôi. 3, 3, 1 đi.
Rồi, nó sẽ nhỏ hơn một xíu như thế này. Sau đó mình chọn cái motion và mình kéo nó lên. Rồi, ở đây bạn để ý là đấy, bạn để ý là nó hơi đứng nên mình sẽ cho nó, mình sẽ cho cái hiệu ứng Basic 3D vào. Ok, ở đây mình sẽ zoom lên một xíu để mình kéo cho nó chính xác nè. Đấy. Rồi, bên một effect sẽ mình sẽ insert cái hiệu ứng Basic 3D. Đấy. Kéo cái Basic 3D thả vào, mình tạo hiệu ứng 3D cho nó một xíu thôi. Cái tiêu này, cái chữ mục tiêu này, cái Basic 3D ở đây nè, cái mục tiêu mình sẽ kéo nó xuống một xíu. Rồi, ok. Rồi, mình sẽ nhấn vào cái motion ở đây và mình kéo nó ngay tại vị trí, đúng tại vị trí cái đường line của mình. Rồi, chọn fit. Rồi, ở đây mình sẽ cắt nó cái khúc sau đi. Rồi, ok, mình sẽ chọn vị trí cho nó hiện ra nha. Rồi, ở đây mình sử dụng phím mũi tên qua phải này, qua trái để mình đi một frame này. Mình dịch chuyển, đấy, tới vị trí này mình sẽ cho nó hiện ra. Rồi mình kéo nó lùi ra sau một xíu, sau này mình sẽ cắt đi. Rồi mình cùng xem kết quả. Đấy. Rồi, ok. Tương tự thì mình sẽ tạo một cái vị trí cho nó kéo vào phía bên này. Đấy. Cái vị trí này mình sẽ ghi là thành phố Bảo Lộc nha. Đấy, kéo qua. Rồi cuối cùng mình sẽ vẽ một cái đường line lên phía trên này. Đấy, dọc lên phía trên này. Rồi tương tự thôi, mình sẽ chọn công cụ Pen Tool ở đây nè. Chỗ này mình sẽ vẽ một cái điểm thứ nhất. Rồi chỗ này mình sẽ vẽ một cái điểm thứ hai. Đấy, lên tới trên này. Chỗ này đi. Rồi chọn lại công cụ con trỏ nè. Chỗ này sổ xuống. Cái fill này mình sẽ chọn cái stroke và bỏ tiết cái fill. Chỗ này mình sẽ cho nó lên 5. Rồi cái màu của nó thì mình tương tự thôi. Mình đắp chuột vào cái line 2 này. Chỗ này mình sẽ qua copy cái mã màu này. Rồi Ctrl C để copy. Rồi sau đó tắt nó đi. Rồi chọn cái này. Chọn cái này, cái mã màu mình sẽ Ctrl V. Mình dán nó vào đây. Đấy, cái màu nó sẽ rất đồng bộ luôn. Mình sẽ kéo nó ngang bằng với cái video layout video của mình. Rồi, sau khi xong thì mình sẽ kia vị trí xuất hiện cho nó thôi. Rồi mình chọn vào cái layer này nè. Đấy, mình sẽ kia cái vị trí xuất hiện cho nó. Rồi cái này nó vừa hiện ra nè. Đấy. Thì cái đường này nó sẽ bắt đầu chạy tại vị trí này nha. Rồi, ok. Rồi tại vị trí này nó sẽ bắt đầu chạy ra. Rồi mình sẽ tương tự, mình sẽ kéo xuống cái mục mà cái mục shape này, cái đây là cái mục shape này, cái mục này là mục scale trong mục shape này. Mình nhấn vào cái đồng hồ ở đây. Chỗ này mình đánh là 0. Đấy. Rồi, tương tự mình kéo một ít. Rồi, mình tăng nó lên 100. Rồi, cùng xem kết quả. Đấy. Chỗ này bạn thấy nó chạy khá chậm đúng không? Thì mình zoom lên. Và mình kéo nó sát vào. Đấy. Rồi kéo nó một ít nữa. Rồi ok. Rồi tới vị trí này thì mình, rồi mình key xong thì mình sẽ kéo cái Basic 3D này thả vô để tạo cái hiệu ứng chiều sâu cho nó. Rồi kéo lên này, mình sẽ chỉnh cái tiêu hoặc là cái đấy, mình chỉnh cái tiêu hoặc là cái switch này này, tích vào hai câu này. Đấy, mình chỉnh cho nó nằm ngang một xíu. Rồi cái khoảng cách tới image to display này thì mình sẽ cho nó nhỏ một xíu. Đấy, nó tạo cái hiệu ứng độ sâu. Rồi sau khi mình chỉnh xong nó bị lệch khung này thì mình sẽ chọn vào cái layer này, chọn vào cái bút này, trong này chọn vào cái layer shape này, mình kéo lại thôi. Đấy, mình nhớ mình kéo cái đường màu xanh ở đây nha, hai cái điểm này nè, chứ không phải kéo ở đây không được. Rồi mình chọn lên 100 đi để mình kéo cho nó chuẩn. Ok.
phía trên này mình sẽ kéo nó lên. Tại vị trí trên này nha. Rồi, ok. Rồi, mình cùng xem lại kết quả. Đấy, ở đây nó cũng bị lệch nè. Đấy, hồi nãy nó xuất hiện từ bên này, nó xuất hiện qua. Thì giờ cái anchor bolt của mình nó bị chạy á, cho nên nó... Đấy, cho nên nó xuất hiện từ phía dưới này, nó xuất hiện lên nè. Đấy, nên mình sẽ kéo cái anchor bolt về. Rồi, chọn lên 100, mình sẽ kéo về. Rồi, mình chọn vào cái bend tool này. Ở này chọn vào cái layer shape. Đấy, bạn để ý cái anchor bolt của nó, cái điểm cuối của nó lên tới vị trí trên này lận. Nên là mình sẽ chọn vào cái layer này của mình kéo cái điểm cuối này. Đấy, mình kéo cái điểm anchor bolt lên trên này. Đấy, mình kéo theo cái điểm, cái đường hồi nãy đó, chứ mình không phải kéo theo cái đường xanh này nha. Lúc mình bỏ cái basic 3D vào thì nó đã bị nhảy rồi. Rồi, giờ mình xem kết quả thôi. Đấy, giờ nó hiện từ góc ra rồi. Đấy, nó hiện từ góc ra. Rồi, ok. Rồi, chỗ này cái đường của mình nó bị đè lên cái location này. Nên là mình sẽ thay đổi vị trí cái đường. Mình sẽ chọn Attract này, chuột phải chọn Attract, mình thêm tầm 3 cái video track đi. Đấy. Sau đó thì mình sẽ... Đấy, mình kéo lên này một xíu. Mình kéo cái location copy này. Mình kéo cái location này lên, tạm thời lên trên này. Sau đó mình kéo cái đường xuống cho nó bị đè ở dưới cái location đấy. Giờ mình zoom lên mình thấy này. Đấy, bạn thấy nó nằm dưới không? Nó hết đè lên rồi. Cái location này thì mình chọn vào cái này, mình chọn vào motion để mình kéo qua một xíu cho đẹp. Ok. Rồi, tương tự tạo hiệu ứng phát sáng cho nó thôi. Nhấn giữ Alt và nhân đôi lên. Kéo nhân đôi lên. Trong một effect tìm gâu, tìm hiệu ứng Gaussian Blur, kéo thả vô. Rồi, cái Gaussian Blur này thì mình sẽ tăng lên. Rồi, tương tự nhấn Alt và kéo chuột lên để thêm một cái nữa. Đấy. Rồi, ok. Cái này thì qua cái này thì mình quét chọn lại. Mình chuột phải, mình chọn nét. Mình sẽ chọn là Line 3. Rồi, nhấn OK. Sau đó kéo cái location về, kéo thẳng xuống. Rồi, mình cùng xem kết quả. Rồi, tương tự chỗ này mình tạo thêm một cái location ở vị trí này. Rồi, ở bên một project nè, mình qua này, mình kéo xuống cái location bin copy 2 này. Mình sẽ chọn vào nó và chuột phải vào, mình chọn duplicate để mình nhân đôi lên cái location bin copy 3. Sau đó mình kéo mình thả vô đây. Đấy. Đấy, bạn thấy nó này, nó như thế này. Thì mình đắp chuột vào. Đấy, cái copy 2 xong rồi mình sẽ ấy, mình sẽ tắt nó đi. Rồi, trước hết thì mình sửa cái 3.5 km này nha. Mình sẽ sửa lên là, mình sẽ chọn cái test ở đây, mình nhấn vào cái chỗ này, mình sẽ sửa lên là 10 km. Rồi, ok. Rồi, tương tự thì mình sẽ sửa ở trên này. Trên mình nhấn test ở đây mà mình sẽ sửa trên cái này. Đấy. Rồi, ok. Đấy, xong rồi mình sẽ kéo qua. Rồi, ok. Rồi mình chọn vào cái viền này. Sau đó mình chọn vào cái layer shape này, mình kéo nó ra. Mình kéo cái viền rộng ra. Bên này cũng vậy. Rồi, tương tự chọn vào cái nền, chọn vào cái layer shape này. Mình thì cũng kéo cái nền ra bằng với cái viền. Rồi, ok. Đấy. Rồi, qua bên này. Rồi, ok nha. Qua bên này thì mình sẽ nhỏ, scale nhỏ nó lại thôi. Giờ mình sẽ scale nó xuống là 30. Đấy, cho nó nhỏ nhất luôn. Rồi, cái motion, chọn cái motion và kéo nó lên trên này. Rồi, tương tự mình sẽ
thôi mình cho scale nó về 27 đi, cho nó nhỏ 25 thôi vì nó là xa nhất. Đấy rồi, ok, cho nó lên 25 đi. Rồi sau đó thì mình sẽ kéo vào một effect kéo cái hiệu ứng basic 3D. Đây basic 3D này, kéo thả vô. Rồi mình chỉnh cái tiêu cho nó nghiêng một xíu nha. Đấy, click vào cả hai cái này luôn. Rồi chỗ này mình cho 7 đi. Rồi ok, cái bạn chỉnh cái image to distance này để cho nó nhỏ lại một xíu nè. Đấy bạn kéo nè. Đấy rồi distance to image chứ, chỗ này bạn để 5 đi. Rồi ok, sau đó mình zoom lên 100%. Rồi mình đấy, mình sẽ chọn vào cái mục motion ở đây và mình kéo nó xuống. Không, mình không kéo cái anh sao nha, mình kéo nó xuống đây ngay tại cái vị trí cái điểm của mình. Rồi trước hết mình sẽ giờ mình sẽ làm hiệu ứng vị trí hiện ra cho nó nha. Đấy, ngay khi cái đường nó ở vị trí này mình dùng phím mũi tên đấy để mình cho nó chính xác. Đấy ngay tại vị trí cái đường ở vị trí gần tiến tới nè, mình sẽ kéo cho nó đây, phần sau này dư mình cắt đi. Rồi giờ mình cùng xem cách vẽ nha. Đấy rồi ok ok rồi, vậy là mình đã tạo xong những cái hiệu ứng cái khoảng cách đi các vị trí ở trong này nha. Giờ mình sẽ xem lại nha, mình sẽ xem lại toàn bộ video luôn. Đấy rồi ok, tại đây thì bạn muốn cho nó dừng ở vị trí nào á, bạn muốn cho nó hiển thị tới bao nhiêu thời gian á thì bạn cứ cắt ở phía sau này thôi. Đấy ví dụ bạn muốn cho nó tới vị trí này nè, nó hết video nè, thì những cái này nè bạn cứ kéo vào. Đấy bạn để chuột bạn kéo vào, nó không ảnh hưởng gì cả, nó cắt cái phần sau đi thôi. Đấy bạn kéo hết vào nó bằng nhau là được rồi, ok. Ok đấy, tới vị trí này thì nó hết video thôi. Rồi giờ mình sẽ xuất video ra nha. Để xuất video á, cái này xong rồi mình tắt đi, thì bạn click chuột bạn chọn vào cái thanh cái khung cửa sổ timeline nè, bạn chọn vào khung cửa sổ timeline hoặc là khung cửa sổ project nè. Đây bạn chọn vào, nó sẽ có cái viền xanh xung quanh nè, nó báo mình đã chọn đấy. Đấy chọn vào, nhấn phím Ctrl M để hiện cái bảng điều chỉnh render. Rồi ở chỗ này nè mình sẽ chọn là H264 nha. Ở chỗ này mình sẽ chọn là vì cái sequence của mình là 1920x1080 á, bạn nhìn cái suột ở đây nè, thì mình sẽ chọn là high quality 1080 HD. Đấy rồi sau đó chọn vào cái chữ màu xanh đây, chọn cái nơi lưu. Rồi đây mình chọn vào đây, mình đường dẫn tới cái vị trí mình lưu thôi, sau đó nhấn save. Bạn nhớ cái đường dẫn đó nha, nhớ cái thư mục bạn lưu đó. Rồi sau đó thì kéo xuống vị trí này, cái này là cái kéo xuống vị trí này, cái bitrate là cái chất lượng video nè, mình sẽ kéo lên maximum thì chỗ này nó rất là nặng, nó 191 MB nè. Còn bạn để càng nhỏ thì chất lượng nó càng thấp, nhưng mà cái dung lượng nó cũng sẽ thấp theo. Ở đây thì mình sẽ kéo max luôn. Rồi mình nhấn vào cái tick vào cái ô view maximum render quality. Xong sau đó mình xong, sau đó thì chỉnh xong mình sẽ nhấn export để mình xuất ra. Rồi cái quá trình này thì nó tốn nhiều hay ít thời gian là tùy thuộc vào dung lượng máy tính của bạn nha, tùy thuộc vào độ dài video và cấu hình máy tính. Rồi bước này mình sẽ tua nhanh ra nha. Rồi sau khi xuất xong thì mình sẽ vào cái thư mục mình đã chọn lưu hồi nãy á, mình sẽ có cái video như thế này, đây chú thích dự án này. Đấy mình đắp chuột để mình mở lên. Rồi đây là cái video của mình. Rồi ok. Rồi vậy là mình đã làm xong, hướng dẫn xong các bạn cái hiệu ứng
tạo cái vị trí chốt thách dự án và khoảng cách đi tới các địa điểm. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.